Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Chiều ngày 15 tháng 12, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ 3 để đánh giá công tác chỉ đạo năm 2022 và bàn phương hướng năm 2023. Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong năm 2022 công tác cải cách hành chính của tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai cải cách hành chính có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, tham mưu cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, tổng hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ này là 471.098 hồ sơ, trong đó tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 16.631 hồ sơ, cấp huyện 454.467 hồ sơ. Tại phiên họp, đại diện các cơ quan chuyên môn và các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế trong năm 2022, như công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở một số cơ quan còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh khẳng định, chúng ta làm là làm thực chất, sát thực tiễn, không chạy theo thành tích, theo chỉ số. Xác định được tinh thần khách quan đó nên chúng ta mới làm hiệu quả, chất lượng được. Chiều ngày 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo, ba cấp giải quyết thủ tục hành chính Quảng Nam đã tiếp nhận gần 480.000 hồ sơ, giải quyết hơn 460.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,6%. Từ đầu năm đến nay, theo đánh giá tổng hợp trên 5 tiêu chí, công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, DVC trực tuyến, số hóa hồ sơ, đánh giá hài lòng thì Quảng Nam đứng vị thứ 45 trên cả nước. Hiện nay, 16 sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện, tại trung tâm đã chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh. Qua đó, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết tổng cộng 1.256 thủ tục hành chính và chuyển trả 16.600 hồ sơ qua dịch vụ BCCI. Bưu điện cũng đã thành lập Bưu cục Hành chính công tại trung tâm, bố trí nhân viên trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ chuyển giao, qua đó thu hộ lệ phí mỗi năm hơn 9 tỷ đồng tiền phí, lệ phí. Chiều ngày 14 tháng 12, Ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng tây tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ 2 để đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề xuất phương hướng giải pháp cho thời gian đến. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, cơ bản các nhiệm vụ phân công theo chương trình công tác năm 2022 đã được các cơ quan, địa phương triển khai hoàn thành, đã tổ chức thực hiện tốt các chính sách đang có hiệu lực. Năm 2022, tỉnh đã bố trí gần 270 tỷ đồng để thực hiện các cơ chế chính sách, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều chính sách đầu tư đã phát huy hiệu quả như kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn, phát triển hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu, hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước, khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ sắp xếp dân cư miền núi, hỗ trợ xây dựng chòi trên phòng trú bão, lũ, lụt. Đến nay, về cơ bản các cơ chế chính sách phát triển miền núi của Trung ương, tỉnh được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, vừa hỗ trợ đầu tư hạ tầng vừa khuyến khích phát triển sản xuất, tập trung triển khai thực hiện các nhóm dự án quan trọng phát triển vùng Tây, từng bước tạo sự đồng bộ về cơ chế chính sách để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 đã đề ra. Theo đó, tổng thu ngân sách của 9 huyện miền núi là gần 2.000 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm. Kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại nhiều khó khăn, cần phải có những giải pháp đột phá thúc đẩy sự phát triển của vùng Tây trong thời gian tới. Do đó, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị ban chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình hành động cho năm 2023, bám sát vào nội dung 5 nhóm dự án và 23 chỉ tiêu đã đề ra.
Sáng ngày 13 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, thiết kế đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai. Theo báo cáo tại hội nghị, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 định hướng phát triển thành đô, thị trung tâm động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn kết với trung tâm du lịch sinh thái biển miền Trung với thành phố Đà Nẵng và khu đô thị cổ Hội An. Nội thị gồm 12 phường, trong đó đô thị du lịch biển từ phía đông sông Cổ Cò ra đến biển được xem là trung tâm du lịch biển. Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tạo động lực phát triển phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, là trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ quan trọng có sự gắn kết với thành phố Đà Nẵng. Không gian đô thị gồm khu vực đô thị hiện trạng và khu vực đô thị phát triển mới gắn kết với nhau bằng hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Báo cáo thiết kế đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai được nhấn mạnh là tuyến đường phát triển du lịch ven biển kết hợp phát triển đô thị và công nghiệp, có cảnh quan đẹp, là hành lang hạ tầng quan trọng với đa dạng loại hình giao thông. Đoạn qua các đô thị trung tâm được thiết kế theo đường đô thị là trục đường động lực phía đông kết nối mở rộng không gian phát triển với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu định hướng không gian cảnh quan đảm bảo tính kết nối liên tục về không gian xanh, đảm bảo giao thông, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông không bị chia cắt bởi đường Võ Chí Công. Sau khi nghe nội dung các đồ án điều chỉnh quy hoạch, ý kiến của các thành viên dự hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và các đồng chí thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất nội dung đề xuất tại các báo cáo. Đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định trước khi phê duyệt. Trong đó, lưu ý việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo quy định về căn cứ, điều kiện pháp lý, tính liên kết vùng, hạ tầng khung đô thị, phù hợp các quy hoạch chuyên ngành, định hướng quy hoạch tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định hiện hành. Sáng ngày 14 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị xã hội, nhân dân và các lực lượng vũ trang đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh vững chắc. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 2.204 lượt cán bộ, giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 59.000 em học sinh, sinh viên. Các địa phương tích cực tìm kiếm, quy tập 45 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, tiếp đón và chi hỗ trợ kinh phí 81 lượt thân nhân đến tìm mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội nhân dân và công an nhân dân, tiếp tục phụng dưỡng chu đáo 78 mẹ Việt Nam anh hùng. Chỉ đạo xây dựng 11 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, 4 nhà đồng đội theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh trao bằng khen của Bộ Quốc phòng và cờ thi đua quân khu cho 2 tập thể, 3 cá nhân và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 đến 2022 và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Trần Anh Tuấn vừa có buổi làm việc nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ tổ chức trao hơn 80.000 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh sẽ trao tiền mặt cho hơn 105.000 người, tặng quà cho 63.500 hộ. Tổng giá trị quà của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao là hơn 76 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu xây dựng kế hoạch trợ cấp cho người lao động đang công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp rà soát để thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cơ bản đồng thuận với báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng thời yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát toàn bộ từng đầu việc trong kế hoạch đề ra, định lượng chi tiết cho từng nhóm công việc để chăm lo chú đáo cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Chiều ngày 13 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc nghe Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở ngành có liên quan báo cáo công tác chuyển đổi số trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Theo thống kê, Quảng Nam hiện xếp thứ 25 trên 63 tỉnh thành phố tại bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI 2021, xếp thứ 3 khu vực miền Trung. Tại hội nghị, các đại biểu dự họp đã chỉ ra những vướng mắc hiện hữu như việc kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương còn hạn chế, chưa kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành, dữ liệu dùng chung giữa các tổ chức, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cấp huyện và xã còn thấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đặc biệt nhấn mạnh vào việc người dân và doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển đổi số. Đồng thời nhấn mạnh các sở, ngành cần xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện chuyển đổi số theo từng năm, từ đó có lộ trình chuyển đổi số phù hợp với nội lực của cơ quan, đơn vị mình, qua đó thực hiện các nhiệm vụ đề ra một cách hiệu quả hơn. Sáng ngày 13 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, năm 2022, huyện Nam Trà My được phân bổ hơn 68,4 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 8 tháng 12, huyện đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 15,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 25%. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đều chưa đạt 50%. Lý giải nguyên nhân chậm, giải ngân nguồn vốn các chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, kế hoạch vốn tỉnh phân bổ về địa phương thường vào cuối tháng 8, do đó việc giải ngân sẽ rơi vào cuối tháng 12. Ngoài ra, thời gian này trên địa bàn huyện là mùa mưa nên rất khó khăn trong công tác triển khai, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình. Tại đây, Nam Trà My cũng kiến nghị một số nội dung nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã có quyết tâm, nỗ lực thực hiện các chương trình. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Nam Trà My rà soát lại danh mục các chương trình, dự án, đối tượng, mục tiêu thực hiện, đảm bảo đúng với quy định. Tập trung ưu tiên hoàn thành các công trình đã phân bổ vốn trong năm 2022, đẩy mạnh tiến độ giải ngân. Đồng thời đề nghị huyện cần xây dựng kế hoạch tổng quan cho từng chương trình, cũng như kế hoạch chi tiết đối với từng dự án cho năm 2023, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải. Trong buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo của huyện Bắc Trà My, năm 2022, huyện đã được phân bổ hơn 200 tỷ vốn đầu tư công để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm nay khoảng 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, chương trình xây dựng NTM được phân bổ hơn 18,2 tỷ đồng để thực hiện 22 công trình. Đến nay, có 8 công trình đã phân bổ chi tiết vốn trung ương với kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ hơn 93 tỷ đồng để thực hiện 14 công trình. Đến nay đã phân bổ vốn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một công trình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư thêm nguồn kinh phí về phát triển sản xuất, các mô hình kinh tế, chỉnh trang vườn, nhằm nâng cao thu nhập bình quân cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Bắc Trà My đánh giá lại những vấn đề bất cập, nguyên nhân chậm trễ giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tập trung hoàn thành công tác phê duyệt hồ sơ các dự án trong năm 2022, nhanh chóng phân bổ nguồn vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành hồ sơ, khẩn trương giải ngân đảm bảo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, tiểu dự án năm 2023. Chiều ngày 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Hòa Bình để trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu bản đồ số về xúc tiến đầu tư. Tại buổi làm việc,
hai tỉnh đã thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mình. Đồng thời trên quan điểm cởi mở, hai tỉnh đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những bài học kinh nghiệm về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chia sẻ kinh nghiệm của Quảng Nam trong thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, Quảng Nam chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tiến hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất. Sau khi nghe chia sẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Trương bày tỏ ấn tượng và chúc mừng kết quả Quảng Nam đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những cách làm trong phát triển kinh tế xã hội nói chung của Quảng Nam sẽ là kinh nghiệm quý để Hòa Bình học hỏi, vận dụng phù hợp với tình hình địa phương trong giai đoạn phát triển tới. Sáng ngày 16 tháng 12, Hội đồng tuyển dụng công chức và Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 tổ chức cuộc họp để báo cáo các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức viên chức tới đây. Theo báo cáo, Quảng Nam tiếp nhận 133 chỉ tiêu công chức và 244 chỉ tiêu viên chức, tổng số phiếu đăng ký dự tuyển là 1.369 phiếu. Về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, có 571 trường hợp đủ điều kiện chuẩn dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức, có 747 trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn vòng 2 đối với công chức. Dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày 8 đến ngày 12 tháng 1. Tại buổi làm việc, hai hội đồng đã bàn luận về một số vấn đề xoay quanh như chấp thuận bằng tốt nghiệp tạm thời trong thi tuyển, giá trị giữa giấy chứng chỉ và giấy chứng nhận, chấp nhận các bằng cấp chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chí tuyển dụng. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tổ chức kỳ thi một cách thật nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, khiếu nại, khiếu kiện, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.